Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Crystal Palace. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 19 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 28 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Chelsea sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Crystal Palace với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 2,75, 3 trái và 2,5, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Chelsea và Crystal Palace, Chelsea bất bại trước Crystal Palace với 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea, Chelsea thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Crystal Palace thì Palace không thắng một trận nào cả. Qua đó, họ chỉ hòa được 3 trận và để thua 2 trận. Và ở lần đối đầu này, với mức kèo thế này, thì theo nhận định của mình, thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Chelsea chấp 0,75 nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Crystal Palace thì mình thấy là Chelsea đang được đánh giá là nhỉnh hơn Crystal Palace một bậc. Thứ hai nữa thì trận này Chelsea có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Chelsea hiện tại họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Crystal Palace nữa. Những lần tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà trước đây thì mình thấy là đa phần Chelsea đều tận dụng được tốt cái điểm tựa này để vượt qua được Crystal Palace ở lượt trận này, tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp lại Palace hiện tại đang mất phong độ như thế này thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Chelsea có thêm một chiến thắng nữa. Với việc trận này Chelsea họ hầu như là sẽ có được đầy đủ lực lượng cộng với mọi thứ đều đang ổn định hơn thì với mức kèo chấp này được đá trên sân nhà mình nghĩ là cũng sẽ không làm khó được Chelsea đâu, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Chelsea chấp nha. Chỉ cần Chelsea đá đúng thực lực hiện tại, tận dụng tốt điểm tựa sân nhà của mình, thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn Chelsea, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,75, 3 trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Với lại là thời điểm hiện tại thì Crystal Palace đang mất phong độ thì cũng không loại trừ một khả năng nữa. Đó là Chelsea họ sẽ tận dụng được những khoảng thời gian này để có chiến thắng đậm không chừng. Dự đoán sẽ là 3-0 hoặc 3-1 nghiêng về cho Chelsea. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,75 nha. Nhưng mà theo mình thì trận này các bạn chọn Chelsea không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn so với đội khách thì Chelsea họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Chelsea chấp nha. Và canh tài còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Chelsea và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn Chelsea trận này và canh tài hiệp 1 hạ dưới 1 thì vào. Chúc các bạn may mắn.